mọi người nhé. Này đây mình có một con máy mài góc 953LP. Dân nhà mình người ta dùng để làm máy trà gỗ nhé. Rồi, đây, cách kêu chạy yếu. Mà cho mọi người xem. Cái hiện tượng này là hiện tượng chết ruột mọi người nhé. Tháo ra. Làm cho mọi người xem. Thay ruột rất là dễ và nhanh nhé. Bên mọi người lấy cái than này đi, lấy cái nồi xo gài than, than này cũng hết rồi nhá, mình tháo ra mình thay cho người ta luôn. Tháo bốn con ốc phía trên này. Máy còn rất mới, anh đang chưa hiện tượng mòn, mỡ vẫn còn vàng nguyên. Con này là chắc là ít chạy quá để ẩm chết ruột. Đây. Đây, mọi người nhìn chưa, nổ chưa? Đây. Ok, chờ. Đây là khẩu 10 mọi người nhé. Bạn này ra. Mọi người cầm búa gõ thẳng vào đây. Dùng vang được nhé. Bình thường mọi người mà không có vang thì nó gõ thẳng búa vào cũng được. Mình có vang thì mình xài vang nhé. Gọi là cảo, trong miền trong thì người ta gọi là cảo. Xong chuẩn bị một cái ruột chính hãng. Lại cao su vào. Nó vào mọi người nhé. Dính điện chạy thử cho mọi người xem nhé. Đây, phần cổ vòm này. Ok nhé, chúc mọi người thành công nhé.